Trung Quốc hành xử vô văn hóa với một phụ nữ Đà Nẵng. Nhóm khách du lịch Trung Quốc cố tình gây khó dễ với chị bán hàng rong. Trên đường Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, khi chị gánh hàng rong đi thì một khách nữ với tay bẻ trộm trái chuối. Chiều ngày 4 tháng 7, Thượng tá Phạm Cang, Phó trưởng Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã cử lực lượng an ninh tới làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam sống tại Đà Nẵng, để nắm thêm thông tin vụ việc nhóm du khách Trung Quốc cư xử thiếu văn hóa với chị bán chuối dạo. Theo nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ 20 ngày 4 tháng 7. Lúc này, nhóm khách người Trung Quốc đã gọi chị bán chuối ngang đường Phan Chu Trinh để mua một nải chuối. Theo ông Khoái, khách Trung Quốc vừa bẻ vừa ăn rồi ném bỏ vào giỏ chị bán chuối một cách vô văn hóa mà không hỏi giá cả. Khi người bán hàng rong nói giá 40.000 đồng, người đàn ông áo trắng đưa tiền nhân dân tệ nhưng chị từ chối. Chứng kiến vụ việc, nhạc sĩ Khoái nói với họ là ở đây không dùng tiền của Trung Quốc. Sau một lúc nói chuyện với nhau, người đàn ông Trung Quốc đưa ra tờ 50.000 đồng tiền Việt. Chị bán chuối trả lại 10.000 đồng. Nhóm khách Trung Quốc tỏ vẻ giận dữ và yêu cầu giữ người phụ nữ lại. Nhạc sĩ cố gắng giải thích với nhóm Trung Quốc rằng giá nải chuối là 40.000 đồng, nên khi khách đưa 50.000 đồng thì chị trả lại 10.000 đồng là đúng. Nhưng người đàn ông Trung Quốc mặc áo trắng giật nón không cho chị bán chuối bước đi. Hình ảnh trong clip nhạc sĩ quay lại được thể hiện nhóm khách Trung Quốc vây quanh người phụ nữ, ấn gánh chuối xuống đất, sau đó một lúc tranh cãi, nhóm người này mới rời đi. Khi chị bán chuối gánh hàng đi, một khách Trung Quốc với theo bẻ một trái chuối trong nải còn nguyên. Sau khi những hình ảnh và clip được đăng trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ với những hành động thiếu văn minh của nhóm du khách. Chúng tôi sẽ nắm lại thông tin cụ thể từ nhạc sĩ, xem câu chuyện cụ thể rồi mới có thể kết luận về vụ việc, Thượng tá Cang cho hay. Liên quan tới vụ việc, Đại tá Trần Hữu Do, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh PA-72 Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ông cũng mới nghe thông tin vụ việc này qua trang mạng xã hội, chứ chưa có báo cáo cụ thể. Vụ việc này thì công an quận thụ lý. Nếu có rắc rối liên quan tới thủ tục xuất nhập cảnh mà phía công an quận yêu cầu, chúng tôi sẽ phối hợp, Đại tá Do nói.